Thank you.
Đường con. Đường con. Về đi ha, để chưa? Đây là đi một chút mà nó được. Đây con mở computer lên đi hả? Chào à, tôi thấy trên đầu trước cái con là chú Phương đã đi open account cho con. Được rồi, tôi sẽ mang làm. Tôi quá phí rồi. Tôi không mất first con, it's not good. Sáng nay mình phải lo mình học bài cho nó viết trước đi đã. Ok con. Đầu nghe bài nói không? Yeah. Do you have some education or is you're still okay? Okay, now this is okay. Yeah, okay. Not the letter you need, huh? No. Ngồi đó thương cho con, để đây cho con nha. Okay. Thank you.
Như tờ mà để đây nha. Xe